Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Hôm đó, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em, cũng bị người ta bách hại như thế. Anh chị em thân mến, hạnh phúc là một trong những khát vọng lớn của con người. Người ta đã vất vả ngược xuôi để tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Có phải hạnh phúc là khi ta có nhiều tiền bạc, có danh vọng, quyền cao, chức trọng? Dẫu sao những thành công ở đời cũng đem đến cho ta chút vinh dự và niềm vui. Nhưng đó chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi qua mau. Trình thuật tin mừng hôm nay là một bài ca hạnh phúc được Đức Giêsu nhấn mạnh như một lẽ sống của những ai mong muốn được hưởng hạnh phúc đích thực. Tám mối phúc được Đức Giêsu đề cập đến như đi ngược lại với quan niệm về hạnh phúc của đám đông dân chúng. Với Đức Giêsu, hạnh phúc không thuộc về những trọc phú, những người có chức tước, có quyền lực trong xã hội, mà là những người có tinh thần nghèo khó, người hiền lành, người có tâm hồn trong sạch, người bị bách hại vì sống công chính. Họ là những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Một niềm hạnh phúc đích thực được mở ra cho những người cô thế cô thân, những bà quá và những trẻ em mồ côi. Nơi Đức Giêsu, hạnh phúc vượt lên các giá trị trần gian, vượt qua những bãi bờ gành thác của quyền lực và danh vọng. Hạnh phúc đó được ấp ủ và dưỡng nuôi trong hạnh phúc lớn lao của Thiên Chúa là đứng giàu lòng thương xót. Hạnh phúc vượt lên các giá trị trần gian, vượt qua những bãi bờ gành thác của quyền lực và danh vọng. Hạnh phúc đó được ấp ủ và dưỡng nuôi trong hạnh phúc lớn lao của Thiên Chúa là đứng giàu lòng thương xót. Hạnh phúc ấy được kết tinh trong người con duy nhất, nơi chất chứa những điều diệu kỳ nhất mà không một thế lực nào đủ mạnh mẽ, ngoạn mục đến đâu cũng không thể phá hủy được. Với con mắt đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa hằng tuôn đổ ân phúc của Ngài ngay cả lúc chúng ta gặp đau khổ, thất bại và mang đầy những lầm lỗi. Vì thế, tất cả là hồng ân, không có gì của con người nằm ngoài bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta sống xa Chúa là chúng ta đang gánh chịu nỗi bất hạnh. Chỉ phút giây nào chúng ta còn sống theo lời dạy của Thiên Chúa là chúng ta đang có hạnh phúc thật.
ngoài Thiên Chúa, chúng ta không tìm đâu được hạnh phúc. Lạy Chúa, Chúa là nguồn hạnh phúc mà chúng con hằng khát khao tìm kiếm. Xin cho chúng con tha thiết sống tinh thần khó nghèo, đơn sơ và khiêm tốn, can đảm làm chứng cho Chúa để được hưởng hạnh phúc đích thực. Xin Thánh Giuse là gương mẫu trong việc sống triệt để các mối phúc, chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen. Thank you.